Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 30 tháng 5, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe một số chứng từ về những khó khăn của giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại đức tin mạnh mẽ của một phụ nữ trẻ bị nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria bắt giữ 2 năm trời. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài chuyện gì xảy ra sau cái chết. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Munich, Hội đồng Thường trực của Giáo hội Công giáo Ukraine, Nghi lễ Đông Phương đã nhóm họp hôm 26 tháng 5 vừa qua tại thành phố Raisin, miền Nam Đức, theo lời mời của tổ chức bác ái Renovabis và dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk. Trong số các giáo hội công giáo nghi lễ đông phương, giáo hội Ukraine có đông tín hữu nhất với hơn 5 triệu người, không những tại quốc nội nhưng còn hiện diện tại nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Australia và Argentina. Một số giám mục thuộc giáo hội này ở Canada và các nước nói tiếng Pháp cũng được Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk mời tham dự khóa họp ở thành phố Freising. Đức cha Zuka, Tổng thư ký Hội đồng Thường vụ, cho biết trong khóa họp, các giám mục đã bàn về đau khổ của hàng triệu người Ukraine vì sự gây hấn quân sự kéo dài của Nga chống lại Ukraine. Tại những vùng bị chiếm đóng ở miền đông Ukraine, hàng ngày có hàng chục vụ pháo kích. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về chiến dịch quốc tế Đức Giáo Hoàng giúp Ukraine. Các giám mục Đức cũng hỗ trợ chiến dịch này với ngân khoản nửa triệu euro. Các giám mục Ukraine cảm ơn các tín hữu và các giám mục công giáo Đức, cũng như tổ chức bác ái Renovabis là cơ quan do các giám mục Đức thành lập để trợ giúp tái thiết Đông Âu. Về tình trạng chiến tranh kéo dài ở Ukraine, các giám mục công giáo đông phương tại đây đã nói rõ với các giáo hội khác ở nước này rằng giáo hội công giáo Ukraine đông phương hoàn toàn đứng về phía những người đang chịu đau khổ. Tổ chức bác ái công giáo và các cộng đoàn giáo xứ tiếp tục trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân. Tại Ukraine, chính thống bị chia thành ba phe, đông nhất là giáo hội thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Và hiện nay, Quốc hội Ukraine muốn loại trừ giáo hội này để ủng hộ chính thống Ukraine với tòa ở thủ đô Kiev. Nhưng giáo hội này không được chính thống thế giới nhìn nhận. Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết, việc ký hiệp định giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X không phải là điều sắp xảy ra, nhưng đòi phải có thời gian. Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X là nhóm công giáo thủ cựu ly khai khỏi giáo hội công giáo cách đây 29 năm, sau khi Đức Tổng giám mục Lefebvre truyền chức 4 giám mục hồi cuối tháng 6 năm 1988 mà không có phép của Tòa Thánh. Trong thời gian gần đây, báo chí cho rằng huynh đoàn này sắp trở về với Tòa Thánh và sẽ trở thành một giám hạt tòng nhân. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình công giáo Lời Vĩnh Cửu, hôm 26 tháng 5 vừa qua ở Mỹ, Đức Hồng Y Müller nói, tiến trình tái hiệp nhất đòi phải có thời gian, cần phải có một sự hòa giải sâu xa, chứ không phải chỉ ký vào một văn kiện mà thôi. Ai muốn là công giáo thì phải chấp nhận các công đồng chung cũng như giáo huấn khác của giáo hội và sự hiệu thông phẩm chặt với giám mục địa phương, với tất cả các giám mục và với Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn, trả lời câu hỏi về Ủy ban nghiên cứu các nữ phó tế trong lịch sử giáo hội, Đức Hồng Y Müller cho biết qua quyết định lập Ủy ban nghiên cứu ấy, Đức Thánh Cha Francisco không muốn nói về ba cấp thánh chức trong giáo hội công giáo là phó tế, linh mục và giám mục, nhưng là nghiên cứu về các phụ nữ trong giáo hội sơ khai, dưới nhiệm vụ giúp đỡ trong việc rửa tội cho các phụ nữ hoặc thi hành các công tác bác ái.
Đức Hồng Y Miller quả quyết rằng việc chuyển chức phó tế cho phụ nữ là điều không có thể, sẽ không xảy ra và cũng không cần thiết. Ngày nay trong giáo hội, phụ nữ giữ những vị thế cao hơn các nữ phó tế trong giáo hội sơ khai. New Delhi, nữ tu Rani Maria sẽ được phong chân phước ngày 4 tháng 11 năm nay tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, bên Ấn Độ, do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự. Nữ tu Rani Maria sinh ngày 29 tháng 1 năm 1954 trong gia đình có 7 người con. Chị gia nhập tu viện Francisco Clara tại Kindangu, gần thành phố Palai, bang Kerala, ở miền nam Ấn Độ vào năm 1972. Sau khi khất dòng, chị được gửi đi hoạt động truyền giáo ở Bimor, miền bắc Ấn Độ vào năm 1975, rồi chuyển về Udaynagar, miền trung Ấn Độ vào năm 1992, để hoạt động nơi các nông dân nghèo không có ruộng đất. Chị tranh đấu bên vực quyền của các tá điền, đòi cho họ được đồng lương xứng đáng và các quyền lợi khác. Điều này khiến cho các điền chủ phẫn nộ và thuê người sát hại chị cách đây 22 năm, tức là ngày 25 tháng 2 năm 1995. Tên sát nhân đã đâm chị nhiều nhát dao trên đường đi tại Nasangpur Hill gần Indore. Lúc đó chị Rani mới được 54 tuổi. Đức cha Kakko Tottumarikkan, giám mục giáo phận Indore, cho biết lễ phong chân phước sẽ diễn ra trong khuôn viên trường Thánh Phaolô cạnh tòa giám mục Indore. Đức Hồng Y Ma George Alangsiri, tổng giám mục trưởng của giáo hội Công giáo Siro Malabar, nói rằng đây là một thời điểm hồng phúc cho giáo hội Công giáo tại Ấn Độ. Quyết định của Đức Thánh Cha về việc phong chân phước cho chị Rani Maria mang lại vui mừng cho mọi người Công giáo Ấn Độ. Cairo, ít nhất 28 tín hữu Kitô Ai Cập bị thảm sát trong khi họ di chuyển bằng xe bus ở miền nam nước này. Cuộc tấn công xảy ra ngày 26 tháng 5 vừa qua tại Minya. Một nhóm khủng bố mặc quân phục chặn xe bus chở các tín hữu Kitô Cốp đi hành hương đến đan viện Thánh Samuel. Họ lên xe và bắn vào các khách hành hương trong khi một tên khác quay phim cuộc thảm sát. Cuộc thảm sát xảy ra 2 tháng sau cuộc tấn công tại hai thánh đường chính thống Cốp sáng Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4 vừa qua ở thành phố Tanta và Alexandria, làm cho 48 tín hữu bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đức cha Antonios Aziz Mina, nguyên giám mục Công giáo Cốp của giáo phận Guise, qua đài phát thanh Vatican đã kêu gọi các lãnh tụ 7 cường quốc nhóm hội nghị thượng đỉnh ở Taormina, Nam Italia, hãy chấm dứt nạn buôn bán võ khí và ma túy, đồng thời cô lập những nước ủng hộ khủng bố. Đức Tổng giám mục Bruno Musaro, sứ thần tòa thánh tại Cairo, cũng lên án vụ khủng bố hèn nhát chống các tín hữu Kitô Ai Cập. Về phần cha Alberto Sanchez thuộc dòng thánh Comboni ở Cairo, cha nhận định rằng vụ khủng bố ở Minya càng tạo nên lo âu nơi cộng đoàn Kitô Ai Cập và nơi các tín hữu Hồi giáo tại nước này. Vụ khủng bố có âm hưởng trên toàn thể xã hội Ai Cập, tạo nên cảm tưởng bất an. Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chia buồn với Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Cốp và toàn dân Ai Cập về vụ 28 tín hữu Cốp bị khủng bố sát hại. Ngài nói, các nạn nhân, trong đó cũng có vài trẻ em, là những tín hữu đang hành hương đến một đan viện để cầu nguyện. Họ bị sát hại sau khi từ chối, không chịu chối bỏ đức tin Kitô. Xin Chúa đón nhận những chứng nhân can đảm này, những vị tử đạo, vào nơi an bình của Chúa và hoán cải tâm hồn của những kẻ khủng bố. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, tuyên bố rằng bạo lực khôn cùng chống các tín hữu Kitô thiểu số khiến người ta không nói nên lời. Bạo lực này cần phải bị chặn đứng bằng tất cả những phương thế hợp pháp. Đức Hồng Y Max cũng tuyên bố cầu nguyện và liên đới với những người bị thiệt mạng và các tín hữu bị thương cũng như gia đình của họ. Ngài đặc biệt chia buồn và cảm thông với tất cả các tín hữu Kitô Ai Cập, nhất là Đức Thượng Phụ Chính Thống Cốp Tawaros thứ hai. Tổng thống Ai Cập, ông Al-Sisi, đã tuyên bố tình trạng khẩn trương
và triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia. Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Xã hội được gửi đến thành phố Minia. Các lực lượng an ninh và quân đội hoàn toàn phong tỏa tỉnh Minia, cả những con đường dẫn vào sa mạc. Tỉnh trưởng Bedawi nói rằng, chúng tôi không muốn để những tên khủng bố tẩu thoát. Jerusalem, dòng Francisco tại Thánh Địa đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 800 năm hiện diện và hoạt động tại miền này. Nhiều sáng kiến đã được đề ra để cử hành biến cố này. Trước tiên là dán các bức chương thông tin về dịp kỷ niệm quan trọng đó. Những biểu ngữ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau được gửi tới tất cả các đơn vị của dòng, các tu viện, các cơ sở, không những tại Thánh Địa, nhưng cả tại Liban, Syria, Jordani, Ai Cập, đảo Rhodi, Chipro, Washington, Hoa Kỳ, Italia và Tây Ban Nha. Cao điểm trong các sinh hoạt kỷ niệm sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 năm nay với 3 ngày đặc biệt, trong đó có các buổi thuyết trình, hội nghị với sự hiện diện của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, cha Michael Perry, bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco và nhiều nhân vật khác. London, Đức Hồng Y George Pell, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, sẽ chuyển chức cho 10 phó tế chuyển tiếp thuộc giáo hạt Đức Mẹ Washingham tại Anh Quốc. Giáo hạt này được thành lập năm 2011 để tiếp nhận các giáo sĩ và giáo dân cựu Anh giáo trở về hiệp nhất với Công giáo. Trong số 10 tiến chức, có 2 thầy đang học năm thứ 5 để trở thành linh mục và 8 thầy khác là cựu mục sư Anh giáo, theo học chương trình 2 năm để trở thành linh mục Công giáo. Sau khi thụ phong vào năm tới, 10 tiến chức linh mục này sẽ cùng với 80 giáo sĩ công giáo khác phục vụ 50 nhóm tín hữu thuộc giáo hạt Đức Mẹ Washingham tại Anh Quốc, miền Wales và Ecos. Lễ chuyển chức sẽ được Đức Hồng Y Pell cử hành ngày thứ Bảy 17 tháng 6 tại nhà thờ Thánh Jacobe, quảng trường Tây Ban Nha ở thủ đô London của Anh Quốc. Phụ giúp Đức Hồng Y trong lễ này có Đức ông Kay Newton, bản quyền của giám hạt này ở Anh Quốc. Tại Hoa Kỳ có giám hạt Tòa Thánh Phêrô được thành lập cho vùng Bắc Mỹ và sau đó là giám hạt Đức Bà Thánh Giá miền Nam được lập cho vùng Australia và Nhật Bản. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây kính mời quý vị nghe một số chứng từ về những khó khăn của giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Thưa quý vị thính giả, hôm 24 tháng 5 vừa qua, đúng ngày giáo hội cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, một cuộc hội thảo do hãng tin Asia News tổ chức đã diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo ở Roma về những vấn đề của giáo hội tại Trung Quốc hiện nay, qua chủ đề Trung Quốc, Thánh giá màu đỏ. Trong số các diễn giả, có Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, người Hồng Kông, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, cha Bernardo Cervellera, giám đốc hãng tin Asia News, cha Gianni Crivelli, từng làm thừa sai lâu năm tại các nước nói tiếng Hoa, giáo sư Richard Matson, nhà xã hội học tôn giáo ở Đại học San Diego, California, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng gửi lời chào thăm hội nghị và cho biết tòa thánh đang làm việc cho giáo hội tại Trung Quốc. Tại hội nghị, cũng có một số chứng từ của các linh mục ở Hoa Lục được gửi tới và được đọc lên. Sau đây là chứng từ của một linh mục và nội dung bài tham luận của Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy. Thư của một vị linh mục ở Trung Quốc viết: Anh chị em thân mến, trước tiên tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm tới tất cả anh chị em vì kinh nguyện của anh chị em cầu cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Mặc dù tôi vắng mặt nhưng tôi tin là tâm trí tôi kết hiệp với anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho giáo hội tại Trung Quốc nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Chí Thánh của chúng ta, Đức Mẹ Trung Quốc. Tình trạng giáo hội công giáo tại Trung Quốc ngày càng phức tạp và khó khăn. Chắc chắn là có những khác biệt giữa tất cả các giáo phận, xét vì các giáo phận này trải dài tại nhiều tỉnh ở Trung Quốc. Nhưng tất cả các giáo phận đều ở chung cùng một con thuyền, tức là ở dưới sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc.
Do kinh nghiệm truyền giáo tại thành phố nơi tôi ở và từ sự hiểu biết các nơi khác, ta có thể nói chung rằng tình trạng giáo hội công giáo ở Trung Quốc đang chịu đau khổ dưới hai khía cạnh. Trước tiên là những vấn đề đến từ bên ngoài, kế đến là những vấn đề từ bên trong. Nhà nước Trung Quốc có hai khía cạnh mâu thuẫn. Một đàng họ muốn chứng tỏ cho thế giới thấy tại Trung Quốc có tự do và dân chủ. Nhưng đàng khác, chính phủ Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt trên những người nhà nước muốn. Giáo hội Công giáo Trung Quốc bị đối xử như một đối tượng bị nhà cầm quyền ngăn chặn, kiểm soát và theo dõi canh chừng. Trước hết, ngăn chặn. Trước mỗi hoạt động tôn giáo, luôn có những toán quân đội đến tiếp sức với các lực lượng công an địa phương, đồng thời chính quyền gửi nhân viên chính thức đến tra hỏi các giám mục và linh mục. Nếu hoạt động tôn giáo ấy quan trọng và trọng thể như một cuộc truyền chức giám mục, thì họ chặn đường lớn đường nhỏ cho đến tận các khu dân cư. Họ cấm bất kỳ ai, đi bộ hay là đi xa hơi, không được đến khu vực hành lễ, ngoại trừ những người được phép tham dự. Năm ngoái, trong một buổi lễ truyền chức giám mục ở một giáo phận lân cận, công an đã làm tất cả những điều vừa nói. Ngoài ra, công an cũng dùng chó nghiệp vụ để khám xét mỗi phòng ở một khách sạn gần nhà thờ, nơi có nhiều linh mục trọ để tham dự lễ nghi. Thứ hai, kiểm soát. Ngày nay có các máy thu hình được gắn ở mỗi thánh đường. Tại thành phố nơi tôi cư ngụ, có một máy thu hình được gắn ở lối vào thánh đường. Chúng tôi không biết họ đã gắn các máy thu khác ở nơi nào, nhưng chúng tôi chắc chắn là có nhiều máy thu hình hoạt động trong thánh đường và lân cận. Một tín hữu làm việc trong một công sở của nhà nước, qua các máy thu hình đó, họ bị nhà nước khám phá là đã đi nhà thờ. Máy thu hình quay khi người ấy đang ở trong sân thánh đường, và sự kiện này có hậu quả trên công ăn việc làm và con đường tiến thân của tín hữu. Tất cả các giáo phận ở Trung Quốc đều ở trong hoàn cảnh như vậy. Thứ ba, canh chừng. Đời sống tôn giáo của các tín hữu phải chịu bao nhiêu hạn chế? Ví dụ, nếu họ tổ chức một buổi gặp gỡ đọc và học hỏi kinh thánh hoặc các hoạt động tôn giáo khác, thì chính quyền áp đặt con số tối đa những người được tham dự, về những người giảng dạy cũng như về thời khóa biểu nữa. Cách đây ít lâu, một linh mục thuộc giáo phận tôi đã đề ra chương trình hành hương đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải. Nhưng chính quyền không cho phép cha ấy được tới Thượng Hải và cả Xà Sơn nữa. Và thế là cuộc hành hương không thực hiện được. Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc cũng chịu đau khổ vì những vấn đề nội bộ. Trước tiên, nhiều giám mục và linh mục bị thu hút vào quỹ đạo của nhà nước. Trong những diễn văn công khai của họ và cả trong thánh lễ, họ không rao giảng sứ vụ của giáo hội, nhưng tỏ ra bị nhà nước thu hút. Họ luôn nói điều làm hài lòng chính quyền. Thứ đến, một số giám mục và linh mục hăng say tìm cách leo lên những địa vị cao hơn. Họ hãnh diện vì hoạt động của mình, và qua lời nói cũng như hành động, họ làm tất cả để có thể tiến thân. Sau cùng, một số giám mục và linh mục chiều theo thế giới duy vật. Trong giáo phận của tôi có một ví dụ điển hình cổ điển. Mỗi năm một số giám mục được một thủ lãnh có tính huênh hoang của thành phố mời đến làm phép một hãng xưởng, rồi quan chức ấy tặng một chút tiền cho mỗi giám mục. Có năm có tới 21 giám mục thuộc các giáo phận khác nhau đến thi hành công việc đơn giản ấy. Nhờ hiện diện như thế, mỗi giám mục nhận được 3.500 đồng nguyên, tức là khoảng 500 Mỹ Kim. Cả năm nay cũng có nhiều giám mục khác đến dự như vậy. Điều tôi kể trên đây là kinh nghiệm mục vụ của tôi trong môi trường tôi sống. Đó là điều thuộc về thực tại của giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Tôi cảm ơn anh chị em vì lời cầu nguyện. Chúng tôi cần sự cầu nguyện liên tục của anh chị em. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng tôi, đặt niềm hy vọng của chúng tôi trong tay Chúa và phó thác giáo hội tại đây cho Đức Mẹ Trung Quốc. Về phần Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, trong bài tham luận tại hội nghị, Ngài nói về mục tiêu của công giáo ngày nay ở Trung Quốc. Đức Tổng giám mục nói, tôi muốn nói đến một hiện tượng ở Trung Quốc đang trở thành một đe dọa lớn cho đức tin. Hiện tượng này tôi gọi là chủ nghĩa thực dụng xám. Nó tăng trưởng cùng với cuộc cải tổ kinh tế ở Trung Quốc.
tiêu biểu cho chủ nghĩa này là sự tăng trưởng với bất kỳ giá nào. Theo câu nói thời danh của Đặng Tiểu Bình, mèo đen hay mèo trắng, đó chẳng phải là điều quan trọng. Miễn là nó bắt được chuột là được rồi. Đây là nguyên tắc duy thực dụng được áp dụng rộng rãi và là nền tảng của chủ nghĩa duy thực dụng xám. Qua đó, người ta không còn phân biệt trắng với đen, chân với giả. Xét về bầu không khí xã hội, rốt cuộc cũng ảnh hưởng tới giáo hội. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong lá thư năm 2007 gửi các tín hữu công giáo tại Trung Quốc đã cống hiến một số điểm soi sáng để làm sáng tỏ một số thái độ mơ hồ không thể dung hợp với đức tin. Theo Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy, vấn đề này ngày nay, 10 năm sau lá thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, lời nhắc nhở của Ngài bị lu mờ vì chủ nghĩa duy thực dụng xám. Đức Tổng giám mục nêu lên một số ví dụ thực hành, nói lên thực trạng ấy. Chẳng hạn, cuộc đối thoại giữa cha sở và bà Marta, một tín hữu tân tòng. Bà ấy được cha sở mời trang trí thánh đường để đón vị giám mục bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông, vì giám mục ấy mang nhiều món quà lớn cho giáo xứ. Khi bà Marta trách cứ cha sở vì thái độ như thế, cha sở cho biết là cần được các món quà ấy và khuyên bà Marta hãy đi xưng tội để điều chỉnh mọi sự. Trong một trường hợp khác, trong một lá thư, một nữ tu biểu lộ sự khó chịu và một chuyện buồn về một giám mục thân nhà nước. Vị này không những thiếu khả năng và bị giáo dân phê bình nhiều vì sự quản lý không minh bạch, nhưng nhất là vì những sách nhiễu tình dục của giám mục này đối với các nữ tu trẻ của nữ tu ấy. Thư của chị nữ tu ấy kết luận rằng, con không thể nói gì với chính quyền dân sự, giám mục ấy được sự hỗ trợ của nhà nước. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy nói, vấn đề là giám mục ấy không phải là một trường hợp riêng rẽ. Nhiều khi có những chó sói đội lốt chiên. Tôi tự hỏi, sự hợp thức hóa dễ dàng cho một giám mục bất hợp pháp chẳng phải là một thứ đồng lõa khi cho con chó sói bộ áo chiên hay không? Một linh mục kể với Đức cha Savio Hàn Đại Huy rằng, một hôm một số viên chức nhà nước mời cha ấy ăn tại một quán ăn để hỏi tại sao cha không tuân phục giám mục bất hợp pháp. Thậm chí các viên chức ấy tìm cách giải thích cho linh mục ấy rằng vấn đề truyền chức giám mục bất hợp pháp là điều không có, vì cách thức tự chọn, tự phong là điều thuộc về các đặc tính của Trung Quốc Thiên Chủ Giáo. Đó là một thể thức được Hội Công Giáo yêu nước sử dụng từ hơn 60 năm nay và vẫn luôn được duy trì bất biến. Vị linh mục cho biết chỉ vâng phục giám mục của mình mà thôi. Các quan chức nhà nước vặn lại rằng, nếu giám mục này muốn thì có thể xin nhà nước nhìn nhận như một giám mục phó, nhưng cha không được vâng phục giám mục này. Hơn nữa, các quan chức đó thông báo rằng, trong thời gian sắp tới đây, Vatican sẽ nhìn nhận tất cả các giám mục bất hợp pháp. Họ hỏi linh mục với giọng khiêu khích, xét cho cùng, ông không thấy gió thổi theo chiều nào hay sao? Câu trả lời của linh mục ấy thật là gương mẫu. Nhiều giáo sĩ, kể cả giám mục, đợi xem gió thổi theo hướng nào. Phần tôi không bao giờ ngừng yêu mến tổ quốc của tôi và tôn trọng chính quyền. Nhưng trên hết, tôi yêu mến Thiên Chúa và trong lãnh vực đức tin, tôi vâng phục Đức Giáo Hoàng. Giáo hội không thể được hướng dẫn do những cơ quan liên kết các nguyên tắc không thể dung hợp với đạo lý của giáo hội. Sự đáng tín nhiệm của giáo hội, dù sa ngã hay không, tùy thuộc sự kiên vững của giáo hội ấy trong đức tin và không tùy thuộc gió thổi theo hướng nào. Giả sử tôi mất đức tin, thì các ông chẳng phải tin tôi như một linh mục và như một tín hữu. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy cũng kể lại trường hợp một linh mục bị bắt và hỏi cung với những câu hỏi tương tự. Cha hướng dẫn, người công an, nghĩ đến cuộc hỏi cung của quan Philato đối với Chúa Giê-xu. Chúa giải thích với quan rằng, nước Ngài không thuộc về thế gian này, nhưng quan không hiểu. Hai cuộc đối thoại giữa các quan chức nhà nước với các linh mục đồng chạm đến một vấn đề được Đức Thánh Cha Francisco quan tâm. Đó là một mục tử tốt lành mà giáo hội đang cần là người hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Một mục tử không để cho mình bị lý lẽ của thế gian này lung lạc. Vì thế, không có chỗ đứng cho chủ thuyết duy thực dụng xám.
Vừa rồi là chứng từ về những khó khăn của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại đức tin mạnh mẽ của một phụ nữ trẻ bị nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram bên Nigeria bắt giữ 2 năm trời. Vào ngày 13 tháng 5 hàng năm, lễ Đức Mẹ Fatima tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cử hành ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại. Trong các hoạt động vào ngày này, có việc trình bày chứng từ của các Kitô hữu trong chương trình Đêm Chứng Nhân. Trong Đêm Chứng Nhân 2017, được tổ chức tại Madrid ngày 15 tháng 5 vừa qua, các người hiện diện được nghe Raquin Martin, phụ trách truyền thông của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Tây Ban Nha, kể lại câu chuyện của Rebecca, một phụ nữ Kitô giáo trẻ 24 tuổi, người bà đã quen biết nhân chuyến viếng thăm Nigeria hồi tháng 3. Đoạn đường vác thập giá của Rebecca bắt đầu khi nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram, một nhóm Hồi giáo cực đoan khủng bố ở miền Bắc Nigeria, tấn công vào ngôi làng Baga, vùng Đông Bắc Nigeria, nơi Rebecca sinh sống. Rebecca đã cùng với Vitrut, chồng của cô và 2 đứa con, Zakaria 2 tuổi và Jonathan 1 tuổi, chạy trốn để không rơi vào tay nhóm Hồi giáo cực đoan. Khi ấy, Rebecca đang mang thai đứa con thứ 3 và không thể chạy xa được. 2 vợ chồng đã quyết định mỗi người chạy một đường, vì nếu bắt được, bọn khủng bố sẽ ngay lập tức giết các người đàn ông, còn phụ nữ thì họ bắt đi. Vì không chạy nhanh được, nên Rebecca bị bọn khủng bố đuổi kịp và bắt cô cùng với 2 đứa con. Ngay sau đó, cô nghe một tiếng súng bắn và nghĩ là chắc Vitrus, chồng của cô, đã bị bọn khủng bố bắn chết. Còn Vitrus, khi nghe tiếng súng, cũng nghĩ là chắc Rebecca, vợ anh, đã bị bắn chết. Rebecca bị mang đến trại huấn luyện của Boko Haram, bị buộc phải lao động không ngừng nghỉ và trở thành một nô lệ tình dục cho các binh lính. Rebecca không muốn phục vụ cho những kẻ khủng bố, nên cô bị đánh đập rất tàn nhẫn, đến nỗi không thể giữ được thai nhi mà cô đang mang trong bụng. Chưa đủ, bọn khủng bố còn ném cậu bé Zakaria mới chỉ 2 tuổi xuống hồ Chak và đứa trẻ đã bị chết đuối dưới dòng nước. Các kẻ khủng bố muốn Rebecca chối bỏ Chúa Giê-xu và buộc cô đọc kinh Koran, kinh thánh của Hồi giáo, 5 lần một ngày. Nhưng khi quỳ gối hướng về Mecca, như các tín hữu Hồi giáo làm khi cầu nguyện, Rebecca đọc thầm trong lòng, nhân danh Chúa Giê-xu, con yêu Chúa Giê-xu. Các binh lính còn bắt Rebecca đọc kinh Măng Côi Hồi giáo, và cứ mỗi hạt như thế, Rebecca lại đọc Ave Maria. Cuối cùng, Rebecca cũng bị cưỡng bức bởi một tên khủng bố Boko Haram và mang thai, và sinh con sau 9 tháng. Sau 2 năm sống trong địa ngục, Rebecca đã mang theo cậu bé Jonathan, con của mình, với người chồng trước, và cậu bé con của tên khủng bố, trốn thoát khỏi trại khủng bố. Cô đã đi lạc hàng tuần ở miền Bắc Nigeria, cho đến khi có thể trở lại ngôi làng của mình, nơi cô gặp lại người chồng tên Vitrus. Vì nghĩ là Rebecca, vợ mình, đã chết, nên Vitrus chuẩn bị kết hôn với một phụ nữ khác. Bà Martin chia sẻ với cử tọa hiện diện trong Đêm Chứng Nhân 2017. Nhờ cộng đoàn và giáo hội địa phương, 2 vợ chồng Rebecca và Vitrus đã bắt đầu hành trình hòa giải và chữa lành. Nhờ đó họ đã trở lại với nhau và Vitrus đã đón nhận đứa bé trai con của tên khủng bố. Bà Martin cũng khẳng định, tôi đã bế cậu bé Christopher, con của chiến binh Hồi giáo, trong tay. Và tôi khẳng định với anh chị em rằng, nếu không có sự hiện diện của Chúa Giê-xu, thì về mặt con người, gia đình này không thể kết hợp lại. Đứa bé này cũng sẽ không được chấp nhận. Và Rebecca không thể chăm sóc nó với tình yêu vô bờ bến, không bị ảnh hưởng bởi sự oán ghét của cha nó. Bà Martin kết luận như sau, Rebecca có thể đặt Chúa Giê-xu trên hết mọi sự. Chuyện đời của Rebecca trở thành một ngọn đèn chiếu soi đức tin của tôi và mối liên hệ thật sự của cô ấy với Chúa Giê-xu
buộc tôi tự hỏi mình vào mỗi buổi sáng, ai là Chúa Giêsu đối với tôi? Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi là gì? Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Chuyện gì xảy ra sau cái chết? Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của cái chết dựa theo các tôn giáo, các triết thuyết lớn của nhân loại, cũng như dựa theo đạo lý Kitô giáo. Đối với Kitô giáo, cái chết chỉ là sự qua đời, chuyển sang cuộc đời khác, chứ không phải là kết thúc sự sống. Một câu hỏi được đặt ra là, cuộc sống đó như thế nào? Trước đây, chúng ta nhận thấy thuyết luân hồi tái sinh là một đạo lý căn bản trong các tôn giáo Ấn Độ. Mặc dù thuyết luân hồi có nhiều điểm hấp dẫn xét về khía cạnh thượng phạt, nhưng lại không phù hợp với đạo lý Kitô giáo. Chúng ta đã có dịp nhắc tới điểm này ngay từ đầu, nghĩa là dòng lịch sử tổng quát cũng như lịch sử cá nhân diễn ra theo đường thẳng, chứ không theo vòng tròn chu kỳ. Lịch sử vũ trụ có một khởi điểm là tạo dựng và một đích điểm là kết thúc. Lịch sử của mỗi người cũng có một khởi điểm sinh ra và đích điểm là cái chết. Chỉ có một đời, một kiếp, chứ không có đời đời kiếp kiếp. Bây giờ chúng ta tìm hiểu số phận con người sau khi chết với ba mệnh đề. Một, chỉ có một cuộc sống trên đời. Hai, sự thưởng phạt liền sau khi chết. Mà điều này giả thiết có phán xét riêng. Ba, linh hồn bất tử. Cái mệnh đề thứ nhất được chấp nhận ngay từ cựu ước và không có vấn nạn quan trọng. Mệnh đề thứ hai không rõ rệt trong cựu ước, lờ mờ trong Tân Ước và Giáo Phụ và chỉ trở thành một tín điều với tông hiến Benedictus Deus năm 1336. Mệnh đề thứ ba trở thành đầu đề tranh luận giữa các nhà thần học công giáo từ sau công đồng Vaticano II. Xưa nay người ta nói rằng sau khi chết, xác trở về với bụi tro, còn linh hồn về với Chúa. Rồi tới ngày kết chung, hồn xác sẽ tái hợp với nhau. Nhưng mà vài nhà thần học ngày nay cho rằng quan niệm tách rời hồn xác là do triết học Hy Lạp du nhập vào, vì thế cần phải sửa đổi. Hồn và xác hợp nên một tổng thể. Vì vậy, chỉ có thể chọn lựa một trong hai giải pháp. Một, chết là chết hết, cho tới ngày phục sinh mới sống lại toàn thể con người. Hai, sau khi chết là phục sinh lập tức. Hôm nay chúng ta bàn về mệnh đề thứ nhất, chỉ có một cuộc sống trên đời. Sách Giáo Điều Thánh Công Giáo số 1013 trên dẫn số 48 của Hiến chế Lumen Gentium về Hội Thánh khẳng định rằng sự chết chấm dứt cuộc hành trình duy nhất trên trần thế, và thêm chúng ta sẽ không trở về với những kiếp sống khác trên trái đất nữa, không có tái sinh sau khi chết. Nên biết là đoạn văn này của công đồng với lời chương dẫn thư gửi Hebrew được thêm vào lược đồi cuối theo lời yêu cầu của 123 nghị phụ cũng nhằm khẳng định rằng chỉ có một cuộc sống trên dương thế mà thôi. Nếu xét về văn bản Thánh Kinh, có lẽ đoạn văn Tân Ước nói rõ nhất về điểm này là thư gửi Hebrew chương 9 câu 27. Phật con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Còn nhiều đoạn văn khác nói tới số phận vĩnh cửu của con người tùy thuộc vào hành động ở đời này. Thí dụ Matthew 13:37, 25:34, Gioan 3:17, 5:29, 12:47, v.v. Những đoạn văn đó giả thiết rằng mỗi người chỉ có một kiếp sống ở đời này, chứ không có chuyện tiếp tục đầu thai vào các kiếp khác. Chúng ta cũng sẽ trở lại một vài đoạn Tân Ước khi nói tới cuộc phán xét riệt. Mệnh đề thứ hai, sự thưởng phạt liền sau khi chết. Đạo lý về cuộc sống duy nhất trên đời được chấp nhận trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, cho dù không khẳng định rõ ràng.
Tuy nhiên, đứng trước câu hỏi, điều gì xảy ra sau khi chết, thì xã hội phải mất thời gian lâu dài mới tìm được câu giải đáp thỏa đáng. Chúng ta hãy theo dõi lịch sử vấn đề này qua 3 giai đoạn: Thánh Kinh, các giáo phụ, huấn quyền. Trước hết là Thánh Kinh. Trong Cựu Ước có một sự tiến triển mặc khải về sự trừng phạt liền sau khi chết. Trong giai đoạn đầu tiên, người ta quan niệm rằng sự trừng phạt rảy xảy ra lúc còn sống ở đời này, chứ còn sau khi chết thì tất cả mọi người đều xuống dưới cõi âm ti. Dần dần người ta thấy có sự phân biệt giữa người lành và người dữ ngay ở trong cõi âm ti. Sau cùng và cuối thời Cựu Ước, người lành hy vọng sẽ được đem ra khỏi âm ti và được sống lại. Tuy nhiên, sự phục sinh sẽ chỉ diễn ra vào thời kết chung. Trong khoảng thời gian đó, người chết đi đâu? Các bản văn Cựu Ước không nói rõ, bởi vì tư tưởng sống lại xuất hiện khá muộn. Dụ ngôn về người phú hộ và anh Lazaro trong Luca 16, câu 19-31 có thể cho ta một ý tưởng về quan điểm người Do Thái đề cập tới sự trừng phạt. Sau khi chết, người dữ bị giam trong Hades, còn người lành được đưa về với ông Abraham. Nên ghi nhận là ông Lazaro được đưa về với Abraham, chứ không phải là đưa về với Chúa. Có lẽ phải chờ tới ngày tận thế. Một cách tương tự, người phú hộ bị giam ở Hades, nghĩa là nơi tạm giam cho tới ngày tận thế mà thôi. Sau đó, cái Hades bị tiêu diệt và thảy vào Gehenna vĩnh viễn. Ngoài ra, đoạn văn này không nói rõ là cả xác cả hồn hoặc chỉ có linh hồn ông phú hộ hay ông Lazaro xuống âm ti hay là lên trời. Các bản văn Tân Ước chú trọng tới cánh chung phổ quát hay là viên mãn, chỉ ít quan tâm tới cánh chung cá nhân. Như ta đã biết, lý do có lẽ là bởi vì các tác giả Tân Ước cho rằng ngày quang lâm đã gần kề, cho nên họ không đặt vấn đề về số phận những người chết trước ngày quang lâm. Thánh Phaolô. Chúng ta có thể đan cử một thí dụ ở nơi Thánh Phaolô. Trong thư thứ nhất gửi các tín hữu Thessalonica, thánh nhân viết: dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. 1 Thessalonica chương 4 câu 15-17. Thế nhưng, mãi tới lúc gần chết, Thánh Phaolô vẫn chưa được chứng kiến Chúa quang lâm. Điều này khiến cho ngài băn khoăn. Thế thì chết rồi đi đâu? Câu hỏi này được đặt ra khi viết thư cho giáo đoàn Philippe từ trong ngục tù và chưa biết bản án sẽ ra sao. Thánh Phaolô thú thực như thế này: đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được xin hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đảng nào, vì tôi bị giằng co giữa hai đảng. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần. Nhưng mà ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Philippe chương 1 câu 21-24. Thánh Phaolô cảm thấy bị giằng co dưới đôi đường: ở lại hay ra đi, đảng nào có lợi hơn? Ở lại xem ra cần thiết, xét cho mình có cơ hội phục vụ tin mừng và phục vụ cộng đoàn. Tuy vậy, nếu phải chết hay ra đi thì cũng là một mối lợi, bởi vì nó cho phép Phaolô được ở với Đức Kitô. Trong các thư của Phaolô, cái cụm từ ở với Đức Kitô xuất hiện 7 lần và luôn luôn mang tính cách cánh chung. Tuy nhiên, đang khi mà theo thư Thessalonica, tình trạng này sẽ diễn ra vào ngày quang lâm, thì trong thư Philippe, tác giả hy vọng đạt được nó sau khi chết. Thánh Phaolô không muốn biết thêm sự sống Đức Kitô sẽ diễn ra như thế nào, lúc nào, có linh hồn hay cả thân xác. Điều quan trọng là Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của người nơi thân xác tôi, dù sống hay dù chết. Câu 20. Cũng như trước đây ông đã viết, Đức Kitô đã chết vì chúng ta, để dù thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với người. 1 Thessalonica chương 5 câu 10.
Đoạn văn 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 8 cũng thường được trích dẫn phản ánh niềm xác tín của Thánh Phaolô là sẽ được về với Chúa liền sau khi chết. Chúng tôi luôn mạnh dạn và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng liền đó, ông viết, dù ở trong thân xác hoặc lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người. Các sách tin mừng. Các sách tin mừng đều nói tới hạnh phúc vĩnh cửu sau cuộc phán xét vào ngày tận thế. Duy chỉ có một đoạn văn hé mở cho ta thấy hạnh phúc vĩnh cửu có thể được ban liền ngay sau khi chết. Đó là trường hợp người trộm lành bị đóng đinh trên thập giá bên cạnh Chúa Giê-xu. Anh ta thưa với người, ông Giê-xu ơi, khi vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đường. Luca 23, câu 42-43. Anh trộm mong chờ sẽ phần thưởng vào thời cánh chung theo quan niệm Do Thái, thời thiết lập triều đại Thiên Chúa. Nhưng mà Đức Giê-xu tin bố rằng không cần phải chờ tới thời cánh chung, nhưng mà ngay hôm nay anh ta sẽ được ở với người trên thiên đàng. Như chúng ta đã biết, trong Tân Ước cái từ ngữ thiên đàng Paradisus được sử dụng 3 lần và ám chỉ cuộc sống hạnh phúc vĩnh viễn với Thiên Chúa. Dù sao Đức Giê-xu không nói cho anh ta biết sẽ vào thiên đàng như thế nào, thị kiến hay là linh hồn, thân xác có sống lại như thế nào hay là chỉ có linh hồn mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.